cộng sản việt nam vu cáo bôi nhọ bà nguyễn thúy hạnh trước khi ra tòa nhà cầm quyền cộng sản việt nam đang tìm cách vu cáo bà nguyễn thúy hạnh để bôi nhọ nhân cách của bà hầu lừa bịp dư luận trước khi đưa bà ra tòa tuyên án theo một số nguồn tin trên mạng xã hội nhà cầm quyền cộng sản việt nam đang dụ dỗ một số người gồm thân nhân của một số tù nhân lương tâm và các cụ tù nhân lương tâm tố cáo bà nguyễn thúy hạnh về những số tiền bà quyên góp được rồi phân chia cho mọi người Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 58 tuổi, là người điều hành quỹ 50K, quyên góp tiền của mọi người trong và ngoài nước, rồi chuyển lại cho thân nhân các tù nhân lương tâm, là tên gọi dành cho những nhà hoạt động cho dân chủ, nhân quyền bị bắt giam. Bà bị bắt ngày 7 tháng 4 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đó chỉ là sự chụp mũ của nhà cầm quyền, vì rất nhiều người bình luận trên mạng xã hội tin rằng bà bị bắt vì cộng sản Việt Nam muốn diệt quỹ Namica, các đứt sự trợ giúp nhân đạo cho các gia đình tù nhân lương tâm tại Việt Nam, công an đã nhiều lần đe dọa cấm bà không được tiếp tục nhận tiền, nếu không sẽ bị bắt. Bởi vậy, ít nhất hai lần trong hơn một năm qua, bà đã phải thông báo trên trang Facebook cá nhân quyết định đóng quỹ, lấy cớ bị trầm cảm không thể tiếp tục. Dù vậy, nhiều người vẫn tự động và tiếp tục gửi tiền cho bà để chuyển tới các gia đình tù nhân lương tâm bị khốn đốn do người lao động chính trong nhà bị bắt. Facebooker tên Mai Nguyên cho biết, công an an ninh đang triệu tập một vài tù nhân lương tâm vừa ra tù hoặc một số thân nhân của họ ở tận miền Nam để lấy lời khai hay gọi là bằng chứng để kết tội chị Nguyễn Thúy Hạnh. Phản ứng lại cái trò bốc lửa bỏ tay người quen thuộc của công an, Facebooker Đinh Mã Phong kể về những công ơn của bà Nguyễn Thúy Hạnh đối với gia đình ông giữa những khó khăn do nhà cầm quyền cộng sản việt nam gây ra Facebooker đinh mã phong kết luận bà nguyễn thúy hạnh là người có trái tim nhân hậu và viết về mẹ nguyễn thúy hạnh thì mỗi cá nhân đã nhận được ơn của mẹ có thể đóng thành nhiều tập sách bà lê thị thập dưới bút hiệu cô mười hỏi lê trên facebook vợ tù nhân lương tâm lưu văn vịnh kêu gọi nhà cầm quyền đưa bà nguyễn thúy hạnh ra xử công khai ngay giữa quảng trường ba đình phát sóng trực tiếp để cho người dân trong nước cũng như toàn quốc tế biết được rõ tội khi đó cho những gia đình như chúng tôi được tham dự để chính chúng tôi sẽ hỏi chất vấn chị tại sao chị lại vì những gia đình chúng tôi mà chấp nhận vất vả đến vậy để giờ đây chị chịu cảnh tù đài tại sao chị lại để cho chúng tôi thương nhớ lo lắng cho chị đến vậy để mỗi khi nhớ đến chị nước mắt lại tuôn rơi các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án gay gắt việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh. Một ngày sau khi bà bị bắt, ông Finn Robertson, phó giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng việc bắt giam một người như bà Nguyễn Thúy Hạnh chứng tỏ câu tuyên bố luôn luôn bảo đảm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam chỉ là trò đùa. Tổ chức ân xá quốc tế ra bản tuyên bố nói việc bắt giữ bà nguyễn thúy hạnh là sự xâm phạm trắng trợn và có động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những người đấu tranh nhân quyền được quý trọng nhất tại việt nam còn tổ chức bảo vệ nhân quyền việt nam ra bản tuyên bố nói chúng tôi tin bà hạnh chỉ hoạt động vì quyền con người và không vi phạm gì pháp luật việt nam việc bắt giữ bà là bất hợp pháp và tùy tiện giống như hàng trăm vụ bắt giữ các nhà hoạt động trong những năm gần đây lệnh bắt giam bà nguyễn thúy hạnh không đề tạm giam bao lâu trước khi bị kết án nên có thể thời gian giam giữ không có án kéo dài vô hạn bản án đối với những người vận động dân chủ hóa đất nước đấu tranh cho nhân quyền tại việt nam ngày càng dài hơn nặng hơn trong những năm gần đây nhưng vẫn luôn có thêm những người đứng lên tiếp nối công việc của những người bị bắt như những cơn sóng tiếp tục dồn đến tạo áp lực ngày càng lớn cho nhà cầm quyền cộng sản việt nam